Đây ạ. Cái nhà cây này là cây phát tài, phát lộc. Cây phát lộc này thì hay còn gọi là cây cây trúc phát lộc ấy. Thì cây trúc may mắn này, cây trúc phát lộc may mắn này. Trong phong thủy thì cây phát lộc này được cho là mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ, vì ý nghĩa và tác dụng của cây phát lộc này. Nên là hiện nay loại cây này được ưa chuộng để trồng làm để trang trí bàn, trang trí nơi ở, văn phòng và công ty. Thì cây phát lộc này được gọi là cây phát tài, được gọi là loại cây mang lại ý nghĩa trong cuộc sống. Vì cây phát lộc này thì cây có sức sống mãnh liệt và rất dễ chăm sóc. Cây phát lộc có rất nhiều loài cùng họ ở Việt Nam, trong đó thì hầu như cây nào cũng mang lại may mắn tiền tài cho gia chủ, đúng như là cái tên gọi của nó là phát lộc xanh này, biểu tượng cho sự may mắn này, phát lộc thơm này, hay là cây thiết mộc lan thơm về đêm á. Cây phát lộc rồng này được gọi là huyết rồng. Còn đúng với cái bài thuốc có chữa bệnh phát lộc là lá hẹp này đó. Thì trong phong thủy thì cây phát lộc này mang lại may mắn này, an khang thịnh vượng, sức khỏe cho gia chủ sở hữu cái cây này. Và sức khỏe như nhà, ngoài ra thì cái cây này đúng với vai trò quan trọng của những người có mệnh thủy, mệnh mộc và mệnh thổ. Trong trường hợp cây chậu cây này làm bằng thủy tinh, gốm sứ hay là đất sét thì phải mua đặt và vài đồng tiền kim, hoặc là những bức tượng mà kiểu là để bằng kim loại trên ấy. Những yếu tố đó sẽ kết hợp đồng thời với nhau tạo nên cái sự cân bằng hòa hợp này, giúp cho vận mệnh của chúng ta tươi sáng, gia đình bình an và con người cảm thấy được hạnh phúc hơn. Thì cây phát lộc xoắn này á, đây nhỉ, cái cây phát lộc này thì dạng bó như thế này. Cây phát lộc này thì dạng bó như thế này, một bó của nó là 10 cành nhá. Đây mọi người thấy không ạ? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cành như thế này. Và chiều cao của cây này có rất là nhiều size, từ nhỏ đến từ thấp đến cao. Còn cái cây mà mình đang cầm này là khoảng hơn 100 cm nhá. Hơn 100 cm, nó có khoảng từ 60 đến 100, hơn 100 cm đó. Đây mọi người thấy không? Đây rất là dài. Dài này mình có thể trưng làm cảnh này, có cắm bình hoa trong nhà, trang trí nữa, bàn thờ đấy. Rất là đẹp. Mầm lên rất là nhiều nhá mọi người. Mầm lên rất là nhiều. Cái dạng cây phát tài này á, thì làm dạng cảnh được dùng để phục vụ khách chơi trong nhà, giống như là gì nhỉ? Mình trang trí vào mùa cưới này, tân gia hay là dịp Tết lễ. Đấy, để đặc biệt là những dịp Tết ấy, đến chơi nhà đều thích được có một cái vài 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 cái cây để có thể mang lại mang đến cho mình cái lộc lá may mắn cho gia đình của mình vào những năm mới ấy. Thì rất là hợp lý để có thể trưng cái cây này. Cây thích hợp để bày này, trang trí trên bàn làm việc này, bàn học này, hoặc là phòng khách, để hay là gì nhỉ, ở sảnh, tiền sảnh á, cửa ra vào, hoặc cũng như là dùng để làm quà tặng này, quà biếu cho người thân, bạn bè, mọi người đó.
Chỉ cây phát nó phát phát tài này dùng để trưng nội thất này, những chồi non nó mơn mởn sẽ đại diện cho cái sự tươi mới này, báo hiệu cho điều may mắn thuận lợi, rất là xinh đấy, đúng không ạ? Và cây cây này dạng xoắn từ đấy, thì màu màu xanh, cái thân của nó màu xanh này, non như thế này, có nhiều đốt ngắn và được uốn xoắn ở phần ngọn rất là duyên dáng và nó độc lạ. Phần thân màu xanh và có nhiều đốt như kiểu đốt tre, đốt trúc ấy. Xong rồi cái phần ngọn của nó lại phần ngọn của nó lại được uốn cong như thế này, rất là đẹp. Và cái cây gì nhỉ, các cái chồi non này này, chồi non lá non này sẽ ươm sẽ mọc và gì nhỉ, ở đầu cành như thế này. Thì cái cây phát lộc này á, thích hợp để bày trang trí ở bàn làm việc, phòng khách này, để bàn thờ đó mọi người. Những người mà sành chơi cây cảnh như này thì thường thường thì sẽ bày cây phát lộc này vào bàn thần tài để có thể để trong phòng khách, hay là cây to hơn nữa, dài hơn nữa thì mình có thể để ở hai bên cửa ra vào ấy. Thì nó vừa có ý nghĩa mang lại may mắn, phát tài phát lộc này, vừa được tạo cho môi trường thêm thiên nhiên và xanh thoải mái hơn trong nhà của mình ấy. Thì vào dịp Tết thì cây phát lộc này thường được cắm vào bình thủy tinh này, lọc bình, trang trí thêm liêng này, bùa bùa bình an hay là bao lì xì. Chỉ với một bó 10 nhánh như thế này ấy, thì đã đủ để trong cái không gian của mình nó thêm màu sắc hơn này, Tết ấy tràn ngập sức sống và có thể lan tỏa tới các thì mới có thể lan tỏa từ các chồi non lá non này. Thì loại cây này không chỉ chơi được trong những ngày Tết mà còn được gì nhà giữ trong xanh tốt quanh năm, để rất nhiều nên được rất nhiều người ưa chuộng và được trưng trong nhà của mình. Cây phát lộc xoắn này á, thì vừa có ý nghĩa mang lại may mắn tài lộc mà còn gì nhà vừa tạo cho cái không gian sống tươi tươi mới hơn, thoáng mát hơn, như mang kho thiên nhiên vào trong cái căn phòng căn nhà của mình ấy. Thì dạng cây này là một lựa chọn sáng giá cho các gia đình ở nhà cao tầng, nếu mà không đủ diện tích để trồng nhiều loài cây hoa cảnh khác nữa, rất là đẹp. Thì cây đời có cung cấp xỉ lẻ số lượng cho các bạn về cây phát lộc xoắn này đó, đảm bảo số lượng chất lượng với giá tốt trên thị trường. Thì khâu đóng gói và vận chuyển an toàn, đảm bảo cho sản phẩm nguyên vẹn khi đến tay khách hàng, có size từ 1 mét này đến từ từ 50 đến 1 mét nhá, từ 50 đến 1 mét, 50 cm đến 1 mét đấy mọi người. Để có thể gì nhờ các bạn có nhu cầu thì các bạn có thể liên hệ mua cây phát lộc xoắn này ở cây đời, địa chỉ là 339 Trần Bình, Phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội nhé, với số hotline là 0855 299 198, để có thể mình có thể tư vấn cho các bạn, và mình sẽ tư vấn và có thể có những ưu đãi tốt nhất cho các bạn sớm. Gì nhỉ, các bạn nhanh tay gì nhỉ liên hệ cho mình để sở hữu cây cây như thế này, để với trên trong nhà này rất là đẹp đó.
đúng không ạ?